Chào các bạn, rất vui để được gặp lại các bạn trên kênh Đầu tư 6.0 của tôi. Và trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người một cái ứng dụng cũng cực kỳ là mới. Ứng dụng này có thể giúp các bạn kiếm được tiền trên điện thoại, smartphone của các bạn và có thể rút về tài khoản ngân hàng của bạn. Đây là một cái ứng dụng rất mới. Bằng cách là các bạn chỉ việc chia sẻ cái ứng dụng này cho nhiều người khác thì chúng ta sẽ kiếm được tiền. Đây là tên của cái ứng dụng này, các bạn xem ở trên màn hình, vì nó là tiếng Anh cho nên là tôi không biết là đọc là như thế nào cả. Đấy, và cái ứng dụng này hiện nay đang được rất nhiều người quan tâm và đăng ký tải ứng dụng này về. Đấy, và cũng đã có rất nhiều người kiếm được tiền từ cái ứng dụng này, và cái cách kiếm tiền cũng rất là đơn giản thôi. Vậy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta download, cài đặt cái ứng dụng này về điện thoại của chúng ta và bắt đầu kiếm tiền với ứng dụng này. Trước hết thì bây giờ chúng ta sẽ xuống cái phần mô tả dưới video thì chúng ta sẽ thấy được đây là cái link tải của cái ứng dụng này. Chúng ta click vào cái link này để chúng ta tải cái ứng dụng này về. Cái bước thứ hai là chúng ta sẽ nhập cái mã code là W249 khi mà chúng ta cài đặt. Và bây giờ chúng ta sẽ làm tuần tự từng bước một. Và người lấy luôn điện thoại của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ là xuống phần mô tả, click vào cái link này. Sau khi click vào cái link này thì nó sẽ đưa chúng ta đến một cái giao diện tương tự như thế này. Đây. Bước 1 là tải ứng dụng này. Và bước thứ hai là nhập cái mã code ở trong cái phần này. Thì bây giờ ta sẽ tải ứng dụng này về. Bấm vào đây, download ở đây. Này. Có hai phần đây. Nếu là chúng ta dùng hệ điều hành Android thì chúng ta bấm vào Google Play, hoặc nếu hệ điều hành khác thì chúng ta bấm vào App Store ở trên này nha. Đấy. Để chúng ta có thể xem qua một lượt. Rồi. Đây, ta bấm vào Google Play đây. Thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái Google Play. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta cài đặt. Ứng dụng này có dung lượng là 41,90 MB. Cũng không phải là nặng, cho nên cái tốc độ cài cũng rất là nhanh. Như vậy là cài đặt xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào Open để chúng ta mở ứng dụng này lên. Chúng ta bấm vào đây. Ở cái giao diện này thì chúng ta chưa có tài khoản cho nên là chúng ta phải bấm vào bên này để chúng ta đăng ký một cái tài khoản nhé. Để chúng ta đăng ký bằng số điện thoại, chúng ta bấm vào phone này bên đây. Rồi. Ở đây là chúng ta phải chọn đây, tab 1 này, chúng ta chọn nước của chúng ta. Ta là Việt Nam cho nên là thì chúng ta phải kéo xuống như này để chúng ta chọn cái mã Việt Nam của chúng ta. Việt Nam là ở cuối cùng. Đây Việt Nam đây. Đấy mã 84 và chúng ta điền cái số điện thoại chúng ta vào. Ở đây là chúng ta điền cái mật khẩu của chúng ta vào đây. Mật khẩu chúng ta dài 8 ký tự, có cả chữ số rồi chữ in hoa ký tự đặc biệt cho nó an toàn. Ở dưới đây là chúng ta điền cái mật khẩu gồm có 6 ký tự. Đấy, như thế là được rồi. Và chúng ta bấm vào send ở đây để chúng ta lấy cái mã code gửi về cái số điện thoại của chúng ta để chúng ta điền vào cái chỗ này. Chúng ta bấm vào send ở đây nha. Để bấm vào đây để xác minh mình không phải là người máy. Cái này là không biết là cái gì đây. Ta bấm vào các cái này xem là thế nào. Rồi chúng ta chờ đợi để lấy cái mã code để chúng ta điền vào đây. Đây. 6 2 8 6. Rồi, bấm vào confirm này đây. Đấy, chúng ta thấy là cái việc đăng ký rất là nhanh, rất là đơn giản. Sau khi đăng ký chuyển sang cái bước
Như thế này thì chúng ta bấm vào profile đây. Đây. Và yêu cầu là chụp một cái tấm hình thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta chụp. Có thể chúng ta bấm vào đây để chúng ta chọn một cái tấm hình. À, lấy luôn tấm hình này cũng được. Rồi bấm vào username ở đây. Chúng ta có cái tên của chúng ta viết liền không dấu nha. Bấm vào con phim này. Rồi, được rồi. Tiếp tục bấm vào đây. Rồi, ok. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta lưu lại. Đây, tiếp theo là chúng ta bấm vào chọn dấu tích, một dấu tích vào đây, hai dấu tích vào đây. Chúng ta bấm vào đồn vào đây. Ok. Rồi. Các bạn chú ý ở trên màn hình, ở hiện tại thì ở đây thì chưa có đồng tiền nào cả. Bởi vì là chúng ta cũng chưa nhập cái mã. Cho nên là chúng ta vào can vi ở đây. Đây này. Cái tiếng M đây nha, bấm vào đây. À, chúng ta xuống những phần dê đâm ở đây nha, dê đâm ở đây, chúng ta bấm vào thì người ta sẽ dẫn đến một cái trang tiếp theo và chúng ta sẽ điền cái mã lúc này vào đây, lấy mã W249 ở đây, chúng ta có cái mã này để chúng ta điền vào đây và sau đó bấm vào dê đâm ở đây, bấm vào đây để chúng ta xác minh không phải là người máy. Và sau khi mà bấm xong rồi, để mà chúng ta muốn kiếm được tiền nhiều từ ứng dụng nào thì chúng ta sẽ làm một cái bước là chúng ta đi chia sẻ ứng dụng này cho nhiều người khác. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần này. Hoặc là bấm vào phần bên đây. Đây. Thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có một cái mã I2LB, chúng ta sẽ copy cái mã này để chúng ta đi chia sẻ cho người khác. Khi người khác cài đặt cái ứng dụng này thì chúng ta sẽ được tiền từ cái ứng dụng này. Hoặc là chúng ta có thể vào đây để chúng ta copy cái đường link để chúng ta đi chia sẻ ở đây. Đây, vào đây để chúng ta copy cái link để chia sẻ này. Đây có thể là copy cái link để chia sẻ hoặc là chúng ta có thể chia sẻ lên Facebook hoặc là Twitter. Đấy thì hoặc là copy link này để chúng ta chia sẻ. Khi người khác click vào cái link này để đăng ký thì chúng ta sẽ được 1 USD. Đây 1 USD đây. Các bạn xem đây là 1 USD, cái tiền mà chúng ta đi chia sẻ thì cũng được rất là nhiều. Đấy. Và người ta chia sẻ và người ta cũng điền cái mã của các bạn đây vào thì các bạn mới được tiền nha. Thì mới coi như là đấy là thành công. Thì cái cách kiếm tiền của cái trang này thì trước mắt thì chúng ta chỉ được làm như thế này là chúng ta đã có tiền rồi. Và mỗi lần chia sẻ chúng ta thấy ở đây là chúng ta được 1 USD ở trên đây. Và cái số tiền này sau này thì chúng ta sẽ tôi sẽ hướng dẫn mọi người là cách để chúng ta rút cái tiền này về cái tài khoản của các bạn, ngân hàng của các bạn. Bạn nào còn chưa đăng ký thì các bạn hãy xuống phần mô tả của video để chúng ta click vào cái link đó để tải ứng dụng này về để chúng ta cài đặt và kiếm tiền nhé. Chúc các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền từ ứng dụng này. Và nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì hãy để lại lời bình luận bên dưới video của tôi và tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách kiếm được nhiều tiền từ ứng dụng này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của tôi.